Sự tinh hoa Antigone theo truyền thuyết Hy Lạp thì tiền thân của hoa Antigone là một nàng công chúa xinh đẹp, con vua Oedipo và hoàng hậu Jocasta. Ngày xưa ở vùng Thebe, khi hoàng hậu Jocasta sinh hạ hoàng tử Oedipo thì nhà vua Laos được báo mộng rằng lớn lên hoàng tử sẽ giết vua cha và lấy hoàng hậu. Sợ hãi, vua sai đem hoàng tử vứt bỏ một nơi thật xa. Oedipo được những người chăn cừu vùng Corintho đem về nuôi. Lớn lên, chàng trở thành một thanh niên tuấn tú, có sức khỏe phi thường. Một lần vì bất hòa với một người đi đường, chàng không ngờ đó là vua cha của mình. Chàng đã giết chết người đó. Lúc bấy giờ, ở thành Thebe có một con quái vật đầu người, mình sư tử, thường đến quấy nhiễu nhân dân. Vua Creon, người kế nghiệp Laos, trao giải thưởng. Thế ai giết được con quái vật sẽ được truyền ngôi và lấy hoàng hậu làm vợ. Oedipo đã giết được con quái vật và lên làm vua. Sau khi sinh hạ với Jocasta được 3 người con, một con gái tên là Antigone và 2 con trai là Eurycle và Polynice. Oedipo đã thần báo mộng về mối tình oan trái của mình. Đau đớn và thất vọng, Jocasta treo cổ tự tử, còn Oedipo thì chọc mù hai mắt và rời khỏi thành phố. Vua Creon đem Polynice ra xử tử và cấm không được ai đến gần. Vì thương em, Antigone đã dũng cảm đem xác em đi mai táng. Nàng bị vua Creon giết chết. Cô vừa ngã xuống, một dây hoa rất mạnh trườn khỏi lên mặt đất. Xem những chiếc lá xanh là chùm hoa màu hồng rất đẹp. Bất chấp tất cả mọi luật lệ, hoa cứ vươn mãi ra khoe sắc.